Ê, nói gì nghe mày? Nói gì nghe? Ê. Nói gì nghe coi, trước khi đi lột lưỡi rất là đau đó mày. Nó đau nó chảy máu luôn không kìa. Không có chảy máu. Nói gì trước ông. Hôm nay cho nó ăn thức ăn ớt rồi. Thức ăn gì? Thức ăn có ớt á. Thức ăn gì ớt mua cho nó 16 ngàn, cho lưỡi nó dễ lột. Ai ai cho cha biết cách vậy ạ? Có đó hả? Ừ. Nó ỉa vô trống luôn kìa. Ghê quá. Nó ỉa rồi. Con này rất là hung dữ. À, sẽ tiến hành bắt nó coi. Nó mổ không đây? Đừng có mổ tao nha mày. Bắt lưỡi rồi, đây. 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 Cuộc chiến. Cuộc chiến cái tai của con chim. Cuộc chiến cái tai của con chim. Xuống đây. Ra đây. Cuộc chiến cái tai của con chim. Ra đây. Mổ chân rồi. Chạy đi. Chạy đi. Không giữ mày. Xuống đây. Làm gì vậy? Không giữ mày. Năm đùi nè. Sao chụp chân nó, chụp được cái chân rồi. À, la, à, dạ. La cho dữ. Mày chết mày rồi. Cầm 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 cái máy quay để lên trên bàn rồi. Quay ra rồi quay ra. Dạ hả? Ừ. Để khỏi bàn phím, đẩy bàn phím xích ra. Thấy không? Thấy đâu? Hơi bẻ nó xuống quá chứ làm sao à? Chứ làm sao mà quay lọc lưỡi được. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn lọc lưỡi chim này ha. Con sáo này lọc cái lớp lưỡi ở mấy dưới lưỡi nó đây nè. Một mình thì không thể nào lọc được rồi. Mình sẽ nhờ con gái cầm cái chân. Rồi, mình sẽ lọc lưỡi cho các bạn coi. Cầm cái chân nó đi, cầm cái cánh á, một cái tay cầm chân, một tay cầm cánh, rồi, rồi ba cầm đầu rồi nó không có cắn. Đây, lọc cái lớp ở giữa cái lưỡi nó ha, banh cái họng nó ra đại đi, con cầm nhẹ thôi, không cần mạnh đâu, nó cái lớp lưỡi nó dưới đây, yeah. Nó ngậm miệng lại rồi, cho đẻ. Miệng cái mày. Bóp cho mày lòi le lòi lòi lưỡi luôn hả, cho mày chết luôn hả. Lưỡi nó trong đây ấy, cái lưỡi nó lên kìa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái lưỡi nó đâu? Lưỡi nó nè, một cầm nó được. Nhanh hả? Chưa có cầm sao ba cầm không được ta? Rồi, cầm hai tay quay lại. Dạ, yeah, nó đẻ cầm ta. Nó đẻ. Cầm tay, cầm đại đây nè, cầm nhẹ. Ừ, cầm đại mình á. Một tay cầm chân, lại tay này nè, con cầm lên đây nè. Rồi cầm nhẹ ha. Đừng có dọn cầm. Ba cầm nó ở đâu một hả? Đưa hầm ở đây coi. Lâu rồi không có mổ lưỡi nè. Mình không có dữ vậy cha. Cá hầm không được cái lưỡi nè. Cái nào? Giật khác, giật tao quánh nè. Giật tao quánh hay là giật quánh. Lưỡi nó ngắn quá. Đi anh. Con cầm nhẹ không? Đừng có vòng quá nó mệt đấy. Sao? Sao nó mệt? Có mỗi tay con đó chứ. Thôi. Bây giờ thầy cha. Nó chảy nước mắt nó rồi thầy cha. Nó lượt nó cầm chưa? Cầm nó lưỡi nó không được. Cái này.
Chim mà biết đau vậy chứ. Chưa biết mày đau nữa. Ê mà. Ê. Nó lửa cơ mày. Học lửa cho biết nói chuyện mà mày nhậm lửa mày lại hoài vậy. Cái lẽ. Cho biết nói chuyện cho mày lớn nè. Ăn là bỏ vỏ vậy. Chị ăn gì vậy? Ăn gì? Ghê nó gặm quá vậy chứ. Không được. Chai vậy. Dạ sao? Sao ta? Cầm bên đó, cầm đưa lên nha. Kêu 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 kêu. Thấy nào? Thấy chưa? Trẻ tôi đang lục lưỡi con sáo mà nó lì qua nó không nghe lưỡi gà. Hai. Cái là cái gì vậy? Thì lưỡi nó mới dưới này nè. Lọt nó lớp dưới dưới của lưỡi nè. Nó mới dưới này nè. Lọt sao lọt? Qua bên đây. Qua đó nè. Nhả ra mới làm được chứ. Cầm chân lại, cầm đi. Cầm hắn, cầm tay này bên đây chứ. À cầm đây đi. Rồi. Tay kia cầm mình đó. Anh nhìn nó gửi kìa kìa. Nó đang gửi thật rồi. Tại ta sẽ tiến hành bóp cái lưỡi nó thật là chắc để cạo lớp sừng dưới cái lưỡi đó. Cái thằng cố vậy rồi lấy cái cánh nó ra phải không cha? Ừ. Không chưa? Tại chắc nó quá khó lọt. Thôi, ta đã đọc được cái lưỡi nó rồi. Đâu? Nhớt đâu rồi? Nè chứ. Đây, cái lưỡi nó lọt, xong khi lọt nó bị ngắn lại một miếng thế này đây. Ở đây mày. Chạy chạy máu. Lọt cái lớp mấy dưới lưỡi nó. Ây da. Ây da. Đây là cái miếng lưỡi của nó. Để mình quay gần hơn. Nè. Cái lưỡi của nó chói quá hả mấy bạn? Nè. Cái lưỡi đó nè. Tôi cầm trao cho nó lưỡi đó nè. Chảy máu rồi. Đây. Đây. Đây là cái lưỡi của thằng Phượng sau khi lọc xong thế này đây. Nó màu đen ha. Những cái con mới lọc những lần đầu thì nó rất là dễ lọc tại nó còn dài lưỡi. Những con mà lọc lâu rồi như con sáo trâu thì nó lại bắt đầu khó lọc hơn. Thì lưỡi nó đã ngắn đi rồi. Rồi. Bạn cứ vậy mà làm ha. Chúc bạn mau
nuôi các con chim mà biết nói nha. Xin cảm ơn.